Thực tế là trước khi sai lầm dẫn tới bàn thua cuối cùng, thủ môn Y Elinee đã liên tiếp có những pha phát bóng không tốt giúp đối phương tạo ra cơ hội nguy hiểm. Và khi trọng tài giơ bảng bù giờ 1 phút, Y Elinee phát bóng thẳng tới chân cầu thủ áo xanh, tình huống sau đó trở thành bàn thắng. U19 Bình Định ấn định tỷ số 2-6 và trận đấu có tổng 8 bàn thắng được ghi.